Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây, tỉnh Sơn Đông đã trở thành trung tâm của các trận mưa lớn và nhiều nơi bị ngập lụt. Dữ liệu cho thấy lượng mưa trong 2 ngày qua đổ xuống là 14,57 tỷ mét khối, tương đương với 12.141 hồ đập xả xuống trong 2 ngày. Và tuần qua, một trận mưa lớn đã xảy ra ở Lâm Nghi, Sơn Đông, làm ngập đường và khiến ô tô chìm trong nước. Theo mạng lưới thời tiết Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đã có mưa lớn trong những ngày gần đây. Theo dõi cho thấy, từ 11 giờ ngày thứ 3 đến 6 giờ ngày thứ 5, lượng mưa trung bình ở Sơn Đông là 192,8 mm, tương đương 14,57 tỷ mét khối nước. Theo khả năng trữ nước của hồ Đàm là 1,2 triệu mét khối, tương đương với 12.141 hồ chứa nước ở Sơn Đông trong 2 ngày. Cư dân mạng cảm thán, sao trời mưa to thế, hóa ra mưa ở Sơn Đông đều là do hồ Đàm Ninh xả lũ. Khoảng trưa ngày thứ năm, mưa lớn đã xảy ra tại huyện Triệu Hoa, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, kèm theo dông lốc và gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, lượng mưa lên tới 140 mm, một số đoạn đường đô thị bị ngập. Ngày thứ sáu, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông, có nơi mưa to hoặc mưa cục bộ kèm theo sấm sét và dông lốc và gió giật mạnh. Trong đó, một số quận huyện ở Hà Trạch, Tế Ninh, Giao Giang và Lâm Nghi cũng xảy ra mưa đá. Đài quan sát khí tượng Sơn Đông công bố thông tin mưa lúc 6 giờ ngày hôm thứ Bảy. Từ 6 giờ ngày thứ sáu đến 6 giờ ngày thứ Bảy, tổng số 120 quận huyện, thành phố và 1.628 thị trấn trong tỉnh có mưa với lượng mưa trung bình là 63,7 mm, tương đương với khoảng 2,4 tỷ mét khối nước, mưa lớn ở Yên Đài, Tân Châu và Uy Hải. Trong số các trạm quan trắc khí tượng, có 68 trạm đã đạt mức mưa bão với hơn 80 mm, và điểm mưa lớn nhất là 151 mm ở Jangwan Manji, Yên Đài, đạt mức mưa rất lớn. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận mưa lớn ở Thanh Đảo, Sơn Đông khiến đường phố ngập trong nước, ô tô chìm trong nước lao đi như đang chèo thuyền, biển số của nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Anh Gao và công nhân vệ sinh làm việc tại bãi xe đã nhận được hơn 30 biển số để chủ xe đến xin lại. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây hứng chịu mưa dông. Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo trong một ngày. Nhiều danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa do mưa dông. Trận mưa bão khiến nhiều nơi ở Thanh Đảo bị ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước không thể di chuyển, các bậc thang thậm chí biến thành thác nước. Bắt đầu từ 8 giờ 20 phút sáng, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã phát đi tín hiệu cảnh báo màu vàng về dông bão và gió mạnh, tín hiệu cảnh báo màu vàng khi có sấm và sét và tín hiệu cảnh báo màu xanh lam khi có mưa lớn, chỉ ra rằng một số khu vực như Yaoju, Pingdu, Sebi và Liangkang ở Qingdao hiện đang có mưa dông. Dự kiến trong 6 giờ tới mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, có thể gặp thiên tai sét đánh, người dân cần đề phòng. Khu thắng cảnh Qingdao, Laoshan đã phát đi thông báo vào trưa cùng ngày. Hiện tại, một số đoạn của khu thắng cảnh Lao Han có nước ngập. Để đảm bảo an toàn cho du lịch, khu du lịch tạm thời đóng cửa. Tài khoản Weibo chính thức của Cục Quản lý Đô thị Thanh Đảo cũng thông báo rằng hiện tại tất cả 9 bãi biển ở Thanh Đảo đã bị đóng cửa, đồng thời treo cờ đỏ để cấm du khách tắm biển. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão mạnh, các tuyến đường ở Thanh Đảo bị ngập nặng, đường phố thành sông, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước lũ phải chờ đội chống lũ đến giải cứu. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây bị sét đánh và mưa lớn, cầu thang biến thành thác nước. Kính thưa quý vị, từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, tại huyện Yanyun bất ngờ có mưa lớn, có nơi mưa to từng điểm và mưa to ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lốc xoáy núi và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở quận Yanyun. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, đã có một người chết trong quá trình chuyển viện và điều trị, 2 người bị thương, 3 người mất liên lạc. Sau khi xảy ra thảm họa, địa phương đã lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, có 3.198 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi và các công tác cứu trợ thiên tai như tìm kiếm cứu nạn người mất tích, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, ứng cứu khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, xác minh tình hình thiên tai đang được thực hiện. Theo Bộ phận Khí tượng, dự kiến lượng mưa ở quận Yanyun sẽ tiếp tục trong 6 giờ tới. Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, mưa liên tục tại thị trấn Feiyu, huyện Feiyuan, tỉnh Đại Lý đã gây ra lở đất ở làng Theya, thị trấn Feiyu, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân xung quanh.
đáp lại một lá thư từ Cục Quản lý Khẩn cấp quận Aewon vào lúc 6:45 ngày hôm qua. Huấn luyện viên Ouyang Yanxian của phi đội Aewon đã dẫn 24 chỉ huy, 3 phương tiện, 50 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp và 12 bộ thiết bị thông tin liên lạc đến cuộc giải cứu. Lúc 8:18 phút, biệt đội đã cử 5 người tới trước và 9 người từ đội trực thuộc trực tiếp do Wang Yan, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, chỉ huy giúp đỡ, mang theo một chiếc thuyền xung kích, 9 bộ quần áo cứu hộ dưới nước PFD và 30 dụng cụ cầm tay cứu trợ thiên tai. Hiện tại dòng chảy mảnh vỡ đã ảnh hưởng đến làng Theya ở một mức độ nhất định. Một số con đường khó đi qua và không có thương vong. Thời tiết ở Aewon County là mưa nhẹ, nhiệt độ là 14-25 độ C và dòng chảy mảnh vụn vẫn đang lan rộng. Lực lượng cứu hỏa rừng từ hạt Aewon đã đến địa điểm xảy ra thảm họa và hiện đang liên hệ với các ban ngành địa phương liên quan để thảo luận về ứng phó với thảm họa. Lực lượng cứu hỏa đã tìm kiếm và giải cứu 9 người già, phụ nữ và trẻ em khỏi nhà của những cư dân gần ủy ban làng Theya. Tính đến 10:40 phút, có 40 hộ gia đình đã được tìm kiếm và hơn 80 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Và ngày hôm qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ 5 ngày trước, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh. Và từ 3 ngày nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm qua, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Yangye Yongku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.370 m3 trên giây vào lúc 5 giờ 55 phút ngày hôm qua. Và trạm thủy văn Juhe Changgunpu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.760 m3 trên giây lúc 10 giờ cùng ngày. Ngày hôm qua, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Ca đã chảy qua trận lũ 13.000 m3 trên giây vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, là trận lũ lớn nhất kể từ khi mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của địa phương cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 70mm và có 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh lớn hơn 1.020mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quên Nan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày hôm nay, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ sâu, hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà tiếp tục lên lũ, dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m3 trên giây. Trong 24-72 giờ tới, đoạn Bê Hê trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8:40 phút ngày hôm qua, nền ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Chengguan, huyện Yiyang, An Khang, móng bị sụt lốn và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên đường bị rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ 2 ngày trước, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yiyang Dongmu Yonung đạt 196,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn, Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn trong nhiều ngày đêm liên tiếp, khiến hơn 10.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy, trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô cạn, một số đoạn sông bị cạn trơ đáy, mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện và nhiệt độ cao không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy xí nghiệp và những hộ tiêu thụ điện lớn đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Khi cảnh báo mưa bão màu xanh được ban hành, có nghĩa là lượng mưa sẽ đạt hoặc vượt quá 70mm trong 12 giờ và thời tiết mưa nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên,
Trùng Khánh, đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Ba. Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. Đầu tháng này, các nhà chức trách cũng đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp quốc gia về hạn hán. Trong khi lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục bị hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ cũng duy trì ở mức khoảng trên 40 độ C và nhiệt độ đã đạt mức cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1961. 3 tuần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có rất nhiều video và hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và nứt vỡ lòng hồ hoặc lòng sông được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước, trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các sông chính trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng, dãy núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên. Trong đợt mưa lớn này, sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong hạn hán và lũ lụt, sẽ dễ dàng dẫn đến sông suối bị lũ lụt bùng phát, gây ra các thảm họa địa chất núi lửa. Theo CCTV Bắc Kinh chỉ ra trong báo cáo rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thảm thực vật và sự xâm nhập của nước mưa, trong cùng một lượng mưa, lũ lụt làm thay đổi đột ngột, hạn hán và lũ lụt thường nhanh hơn, bất ngờ hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong tuần tới, ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa, số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thay đổi đột ngột về hạn hán dẫn đến lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn ở gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm, yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ cả việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.